nữ streamer Bang Yu bất ngờ bị tụt cả áo lẫn nội y ngay trên sóng trực tiếp. Trong buổi phát sóng trực tiếp mới đây, nữ streamer Bang Yu vốn nổi tiếng bởi vẻ đẹp trong sáng, khuôn mặt thanh tao bất ngờ gặp sự cố đỏ mặt. Trên thế giới và ngay tại Việt Nam cũng có nhiều streamer nữ xinh đẹp, không biết vô tình hay thậm chí là cố ý, đã để xảy ra rất nhiều tai nạn. Và mới đây khoảnh khắc hớ hênh của Bang Yu, cô nàng streamer vốn nổi tiếng bởi vẻ ngoài trong sáng đã làm chao đảo cộng đồng mạng. Trong lúc trình diễn các điệu nhảy rất sôi động theo nền nhạc, chiếc váy quay của Bang Yu bị tụt hẳn xuống khoe, đôi gò bồng đảo, thậm chí, chiếc áo lót bên trong của Bang Yu cũng suýt rớt ra ngoài. Bang Yu ngay lập tức phát hiện ra sự cố, giữ điệu cười gượng gạo và cố lấy tay che đậy, sau đó dần dần bước ra khỏi camera đồng thời tắt sóng livestream ngay sau đó. Chỉ diễn ra vài giây, nhưng khoảnh khắc đỏ mặt này của Bang Yu nhanh chóng bị ghi lại và lan truyền trên mạng. Rất nhiều cư dân mạng tỏ ra thông cảm cho Bang Yu, khi họ cho rằng đây chỉ là một tai nạn của cô nàng. Cảm ơn bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh TNT Vlog để đón xem những tin tức mới nhất nhé.